Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đến dự lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức. Tại buổi lễ, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nhận nhiệm vụ chính thức ra quân tiếp sức mùa thi. Trong thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022, các đội hình thanh niên sinh viên tình nguyện sẽ ra quân với nhiều công trình phần việc thiết thực như tư vấn hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm cho thí sinh, giúp các em tự tin tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Bố trí đội hình tình nguyện đón thí sinh tại 34 điểm thi trung học phổ thông năm 2022, cấp phát nước uống miễn phí tại tất cả các điểm thi, đảm bảo các đội hình hỗ trợ an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các địa điểm thi và ra quân các đội hình hoa phượng đỏ, nấu cơm cấp phát cho các thí sinh ở xa. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 130 suất học bổng, các vật phẩm phục vụ chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022 với tổng trị giá 200 triệu đồng. Tại chương trình, các nguồn hỗ trợ được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phân khai để tổ chức trao học bổng, tặng các phần quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Chương trình tiếp sức mùa thi được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh tham gia các kỳ thi trung học phổ thông, đại học cao đẳng. Qua hơn 15 năm tổ chức thực hiện, với nhiều hình thức hỗ trợ, đã có hàng trăm ngàn học sinh được tiếp sức vượt qua các kỳ thi quan trọng.